Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến mọi người một cái dòng acoustic trắng khuyết đến từ thương hiệu Takamine nha mọi người. Takamine thì mọi người cũng đã rất là biết rất là rõ về thương hiệu này rồi, rất là tuyệt vời. Takamine dòng BTU108VN mọi người có màu rất là đẹp, và sau đây em sẽ lấy cái đèn ra cho mọi người xem. Rồi, và trên tay em đây là một cây Takamai dòng BTU108 mã là VN nha mọi người. Rồi, cái đàn này thì em mới lấy ra thôi, em chưa có thay dây gì hết, dây nó cũng còn như cũ. Tuy nhiên thì cái đàn này thì shop em bán với giá là 18 triệu kèm theo case và phụ kiện chính hãng của Takamine, bao gồm là có dây đeo Takamine nè mọi người. Đó, pick nè, hộp là hộp Takamine luôn nha mọi người. Đó, và có nhiều cái phụ kiện khác nữa rất là đặc biệt. Thì cái đàn này thì cái ngoại hình của nó thì dường như là đây là một cây đàn hoàn toàn line new nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy và mọi người có thể đánh giá được nha, line new luôn, các chỉ nẹp này nọ các thứ là nó vẫn có một cái màu trắng sáng nha mọi người. Đó, và cái màu gỗ top của nó cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, cái màu gỗ top của nó rất là đẹp. Rồi, cái đầu cần, mọi người thấy cái đầu cần, mọi người thấy cái đàn nó mới khởi nào rồi, nó là một cây đàn đẹp line new. Tuy nhiên thì line new chứ nếu mà nói thì nói cái tổng quan thôi mọi người, còn nói đến chi tiết thì một cây đàn đã qua sử dụng thì chắc chắn nó sẽ có vài điểm chày nhỏ, mà khi chúng ta mua một cây đàn cũ thì chúng ta nên hiểu được một cây đàn cũ nó có thể nó sẽ có chày lông mèo chút đỉnh, chứ nó không hoàn toàn là một cây đàn mới ken sà beng lúc xuất xưởng ra được nha mọi người. Đó, thì do cái mà người bán người ta nói đó là cái tổng quan nha cô chú anh chị. Cái tổng quan là nhìn nó, cái ngoại hình của nó còn đẹp len ken, đẹp như mới. Nhưng thì cái đàn mà em chia sẻ mọi người á, em thường em cũng nói là nó cũng đẹp như mới. Đó là đẹp, cái đẹp tổng quan, và sau đó thì em sẽ chi tiết cái phần mà chày cho mọi người xem, cho mọi người nhận xét một cây đàn và đánh giá một cây đàn với cái mức độ mà nó gọi là nó rõ ràng nhất có thể nha mọi người. Chúng ta mua hàng online qua mạng thì em nghĩ cái rào cản tâm lý mua hàng cũng rất là lớn, tại vì ít nhiều thì quý cô chú anh chị mua hàng trên mạng cũng đã từng bị những cái vấn đề không hay. Thế nên một con sâu thì nó làm sầu nồi canh mọi người. Thế nên thì những cái chi tiết dù là nhỏ nhất ra cũng sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị. Rồi, chúng ta sẽ đi tới phần mặt tớp nha mọi người, và chúng ta sẽ chi tiết hết phần mặt tớp luôn. Và ra cam kết cho quý cô chú anh chị là một cây đàn em bán ra, em giới thiệu trên clip với mọi người, là những cây đàn đó là những cây đàn chưa qua sửa chữa, chưa qua phục chế, không nứt không bể nha mọi người, không nứt không bể. Nếu mà có nứt có bể thì em sẽ nói là có nứt có bể, nếu mà phục chế lại thì em sẽ nói là phục chế lại, và em sẽ bán cái giá phục chế lại nha mọi người. Rồi, chúng ta dừng lại ở một cái EQ cái này chút xíu nha quý cô chú anh chị, thì mình sẽ nói thêm về cái dòng BT. Cái dòng BT thì nó sẽ sử dụng một cái EQ đời cũ xíu mọi người. Còn đối với dòng BTU thì cái dòng nó mới hơn, cao cấp hơn, thì họ sẽ sử dụng cái loại EQ này mọi người. Đó, đây là một cái loại EQ chính hãng và zin của cái đàn này nha quý cô chú anh chị. Đó, nếu mà mọi người thấy một cái đàn Takamine mà dòng này luôn mà gắn cái EQ khác là không phải là EQ zin của nó nha mọi người. EQ zin của nó là CT4B thế hệ thứ hai. Đó, mọi người có thể thấy được. Đó. Rồi, em sẽ quay lại chi tiết cho mọi người nữa lần nữa về các đường chỉ nẹp, gót cần ha. Và chày chụa chỗ nào thì em sẽ chỉ cho mọi người xem luôn. Phần mặt tớp là đẹp nha mọi người, phần mặt lưng nữa. Rồi, phần mặt lưng thì để em xem có vết chày nào không. Cũng không có nha mọi người, phần mặt lưng là đẹp luôn nha. Rồi. Quý cô chú anh chị mua hàng thì mọi người có thể kiểm tra hàng trước khi mà mình thanh toán cho shipper nha mọi người. Thế thì nó an tâm được một phần cho mọi người mua hàng. Rồi,
Tới phần chỉ keo gót cần mọi người có thể thấy nè, rất là đẹp nha mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Cái chữ trên đây thì em sẽ xóa được nha mọi người. Đây là những cái mã mà em ghi để em check hàng đó, kiểm tra hàng khi hàng về đó mọi người. Chứ nó không có bị dính vô gỗ nha mọi người, yên tâm. Tất cả mọi thứ trên cây đàn này nó vẫn đẹp mọi người, trừ bộ dây thôi. Bộ dây thì em chưa có thay, bộ dây cũ chưa thay mọi người. Đó, rất là bóng bẩy mọi người. Đó, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Bộ khóa nè, thì bộ khóa thì nó có đóng mộc Takamine và chữ Goto nha quý cô chú anh chị. Goto, đây là bộ khóa zin của Takamine. Rồi, cái điểm chày ở trên đầu cần xíu thôi mọi người. Ở đây có chày nè, trên đây có chày nè. Đó, lúc ngoài mọi người về mọi người nhận hàng thì nói cái đàn line new như mới, nhưng mà tại sao lại có chày đó, thì thế nên em chỉ cho mọi người đây là cái điểm chày của nó nha mọi người. Đó, đó, đây là cái điểm chày của nó, rất bé, rất nhỏ thôi mọi người, chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà tổng thể thì rất là đẹp nha mọi người. Tổng thể thì đây là một cái đàn gần như là đẹp keng và rất là ít chày nha quý cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp. Con ngựa mọi người thấy con ngựa rất là zin nha. Và cái đàn này nó có tia chỉnh cần, thì mọi người chỉnh cần thì cái tia chỉnh cần nằm ở trong đây nè mọi người, nằm trong đây nha. Đó, tia chỉnh cần nằm trong đó. Rồi, cái đàn này thì hiện tại shop Nhật Phan Gia đang bán với mức giá là 18 triệu kèm theo hộp đựng của hãng Takamine luôn. Hộp thì nó hơi cộng kềnh, em ở đây cái diện tích không gian của nó hơi chật mọi người, em không giới thiệu cái hộp được cho mọi người. Nhưng mà cái hộp là hộp zin của Takamine, thì mọi người mua thì em sẽ chụp hình qua tin nhắn em gửi quý cô chú anh chị những phụ kiện nào mà ra tặng kèm cho mọi người nha. Đàn thì em sẽ cân chỉnh lại trước khi gửi quý cô chú anh chị, cân chỉnh lại action cho nó chuẩn trước, tại vì cái đàn về thì bắt buộc nó phải căn chỉnh lại rồi mọi người, tại vì ở bên nước ngoài người ta chơi cái hệ action nó khác mình, thế nên nhà mình về mình chỉnh lại cho nó phù hợp với cái đại đa số người Việt Nam mình chơi đàn nha. Rồi, một cái đàn dán khuyết màu rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái đàn này rất là chất lượng luôn, rất là đẹp. Quý cô chú anh chị mà chơi show chuyên nghiệp hoặc là thu âm hoặc là gì đó thì em thấy đa phần những anh chị cô chú đó thường sử dụng hãng Takamine hoặc là Godin đó mọi người. Để dùng trong Godin thì sử dụng dây sắt rồi. Rồi rất là nhiều nhạc cụ để nhưng mà em thấy đa phần là họ sử dụng Takamine để mà thu âm đó mọi người. Đó, rất là tuyệt vời, màu một cái màu vàng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó, và cái đẹp nhất là cái phần mà đắt giá nhất của cái đàn là cái phần mặt tớp có một cái gỗ rất là đẹp, vân gỗ rất là đẹp luôn các chú chị. Rồi, mọi người mua thì mọi người nhắn qua số Zalo giúp em nha, 0976546688, để ra có thể tiện trò chuyện với quý cô chú anh chị và tư vấn một số thắc mắc mà quý cô chú anh chị mình còn chưa có nhìn thấy rõ ràng. Mọi người có thể yêu cầu em chụp lại cho mọi người ha. Và sau đây thì ra gửi cho quý cô chú anh chị mình cái clip test âm thanh demo. Em sẽ lấy một cái clip ở cùng cây này nha, không, nhưng mà không phải cây này nha mọi người, là một cái clip test âm thanh demo thôi cho mọi người nghe thử chất âm. Mọi người khỏi cần đi kiếm. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị. Chúc mọi người sẽ lựa chọn được cho mình một cây đàn thật là ưng ý. Ra, bye bye, chào tạm biệt mọi người.